Hiện tại mình đang là du học sinh ở University of Greenwich, London. Mình sang đây đã được 4 tháng rồi. Lúc ban đầu mình khá là bỡ ngỡ, nhưng sau một thời gian thì mình cũng đang trong quá trình hòa nhập và mình cảm thấy mình rất thích môi trường học tập và làm việc tại đây. Thì nhân đây thì mình xin gửi lời cảm ơn đến chị Naomi Nguyễn và anh chị nhân viên ở công ty 012 đã giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình làm thủ tục để đi du học. Và nếu các bạn nào còn đang tìm tìm kiếm một công ty để dành trọn niềm tin trong quá trình làm hồ sơ đi du học thì hãy tìm đến công ty 012.